rồi mày. Người bây giờ thì phải nhìn lên thôi. Kìa, ăn cắp dầu hả? Để xuống. Bà con ơi, có người ăn cắp dầu. Má, nhìn tay cho mày. Tao nói mày biết nha, tao lấy chứ tao ăn cắp người nào. Mày nói đâu qua đây, qua đây. Hả? Mày nhớ mày nghe mày. Đây, đây, của cậu nè. Có lương rồi nè. Ba. Đấy, chị đi nhậu đi mày. Đây. Ủa, đã phải về. Đây, của cậu nè. À, cảm ơn chú. Vui vẻ nghe. Thôi lần sau có nhậu. À bên này hai cậu nè. 3 4 rồi rồi. Thằng nhậu thế nào? Cậu bên. Ủa, ông chủ. Ông chủ. Đây lương của cậu đây. Cầm đi. Dạ. Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn ông chủ. Thưởng thêm cho cậu. Ủa, sao nhiều vậy ông chủ? Không có nhiều đâu. Cũng nhờ cậu phát hiện được mấy cái thằng ăn cắp á. Chứ không thôi á, ba cái hàng của tôi nó hao hụt còn nhiều hơn số đó nữa. Đâu có chuyện gì đâu, ông chủ đừng có ngại. Trời ơi, tại cậu không biết á. Mấy cái thằng giang hồ đó đó, ở đây á, ai cũng sợ nó hết á. Cái đám nó tối ngày cứ nghĩ cách cướp giật của người ta để mà ăn không á, không có lo làm. Cá của tôi á, toàn là bị tụi nó ăn cắp. Nó đem ra chợ á, bán với cái giá rẻ mạt. Biết là vậy á, nhưng mà đâu có ai dám nói. Sợ bị tụi nó trả thù. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi, cố gắng nghe. Ráng cố gắng nghe. Dạ, cảm ơn ông chủ. Không có gì. Dạ ơi. Anh về rồi đó hả? Dạ. Có mệt không? Ngày lương đầu tiên của anh nè. Giỏi quá à. Em đang làm gì vậy? Ừ, đang hái rau kìa. Thôi bỏ đi, vô trồng chút xíu. Ờ, em bây giờ bỏ nhìn tay em coi luôn. Thì số mẹ đổi giùm tao coi. Làm thấy sao? Thấy mệt không? Không mệt lắm đâu. Rồi xuống chụp nè. Đi đâu nãy giờ vậy? Nhanh đi, còn về ăn cơm nữa. Còn đóng đồ nè, khi xuống lại đi. Đại ca, cái thằng áo đen đó chính nó hại tụi em không lấy hàng được. Mẹ nó, thằng này nó khỏe ghê anh hay. Tụi em tới mấy thằng mà đánh lại nó, chắc cũng là dân anh chị gì đó. Có gì đâu mà phải sợ. Tao đã đi trước đến một bước rồi, chỉ chờ cậu mà kịch hay thôi. Không hổ danh là một đại ca, rất là nham hiểm. Mày nói gì hả mày? Dạ không có gì. Dạ ý em nói là đại ca rất là đẹp trai. Mày gì kỳ vậy đại ca? Em khen đẹp rồi cũng quýnh rồi, khen xấu cũng quýnh là sao? Tụi bay đi theo tao bao nhiêu lâu rồi? Mày không biết đánh tao hả? Tao đánh mày á là vì mày phát biểu linh tinh, mày hiểu chưa? Tao đẹp trai sẵn rồi, không cần thằng nào khen hết. Thằng này đúng là khỏe, một mình nó sức gấp mấy lần người ta. Em nghe đồn á, thằng này mới từ Sài Gòn về đây. Em nghe nói là nó từng làm đại ca đâm theo chém mướn. Có thiệt không mày? Bây giờ nó bỏ nghề rồi. Nghe nói nó đang sống chung với con nhỏ ở xóm trên. Nhỏ đó cũng là dân Sài Gòn làm gái. Giờ không biết sao hai vợ chồng về quê nữa. Hèn gì, nó đánh nhau khỏe như vậy, sao tới bây giờ mày mới nói? Bây giờ em mới biết mà. Nghe nói hồi đó ở Sài Gòn, tụi nó còn cướp của giết người nữa đó. Thôi kệ đi, dẫu sao nó làm việc cũng tốt. Mà tao thấy nào vợ nó chưa bao giờ nó đang lớn tiếng hay chửi bới gì tao. Anh cẩn thận một chút xíu nha, em sợ nó có ý đồ với anh đó. Biết rồi. Thank you.
Mày là ai? Muốn cái gì? Mày không nhớ tụi tao sao? Mày thấy mày kém trí nhớ không? Mày! Qua đây mày! Ở đây tao là đại ca, hay mày đại ca? Dạ tao. Tao giọng dạ... vô mặt mày chứ tao hả? Dạ em xin lỗi, anh là đại ca của em. Mày! Đây là đại ca của tao. Tao nhận ra rồi. Tụi bay là mấy đứa ăn cắp dầu, đúng không? Rồi sao? Thằng kia, mày cười gì? Tụi bay hỉ mũi chưa sạch, muốn ra giang hồ hả? Muốn gì nói với tao nhanh, để tao còn về nữa. Mẹ mày, thằng này láo đại ca. Quất ra đi, mày. Tao nói cho tụi mày biết, làm ăn đàng hoàng, đừng có đi ăn cắp, làm chuyện bậy bạ. Đại ca, nó đâu rồi? Má, thằng này trốn đầu lẹo quá, đúng là không phải dạng vừa đâu. Tại sao anh? Lực lượng của mình ít quá, yếu hơn nó. Lần sau đại ca phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đúng quá đại ca, thằng này nó khỏe quá, tụi mình hút chích hoài yếu. Hút chích? Tụi mày không được hút chích, biết chưa? Đại ca nói cũng đúng, mình phải bày mưu lập kế. Mình phải... Bình tĩnh, nói. Dạ, em bình tĩnh. Mình phải quýnh du kích. Mày yên tâm đi, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Con trời cầu Phật cho con của con trở thành người tốt, làm được điều tốt, sống bình an. Tạ ơn trời Phật. Chị, cậu, con tôi là con trai đó. Dạ, con trai hả chị? Con trai của ba. Cảm ơn chị. Giờ em sao rồi chị? Khỏe lắm. Nhưng mà phụ nữ sau khi sanh á thường là yếu ớt lắm. Nhớ là đừng có cho làm việc nặng nha không? Dạ, em nhớ rồi. Em vô thăm cổ được không? Được. Dạ. Đi. Chị ơi, hả? Em gửi tiền. Thôi. Dạ. Tiền bạc gì, hàng xóm láng giềng, tôi giúp cho cô chú đó. Thôi nha. Dạ. Tôi về nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Hạnh ơi, giờ chị bận á, chị phải về nghe. Dạ. Chị giao con em cho ba nó rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ chị bận mấy đứa nhỏ ở nhà nữa. Dạ. Thôi, chị chúc mừng em nha. Dạ. Mẹ tròn con vuông. Chị em cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. Con của ba. Con của ba. Con của mẹ. Nè, em thấy trong người sao hả? Em khỏe. Em à, mình nghĩ tên đặt cho con đi. Em muốn đặt tên con là gì? Ôi, những nhà ba thương con thương là nha. Con trai, anh đặt đi. Vậy hả? Vậy anh đặt tên con là Hùng nha. Hùng nghĩa là hùng dũng kiên cường. Em thấy được không? Hùng. Ba thương. Không khóc quá vậy con. Ba thương mà. Thương mà. Ngoan để mẹ làm việc nha. Ngoan chờ ba về nha. Kìa anh Hùng kìa. Anh Hùng ơi. Anh Hai ơi. Anh Hùng ơi. Chờ ba về nha. Chờ ba về rồi mình đi chơi nha. Ngoan. Ba về rồi. Ơi ba về rồi kìa, ba về kìa. Ba về rồi. Tạm đi. Phụ bè giá lưới nữa phải không? Em, ở nhà nó có quậy không? Dạ không, nó ngoan lắm. Vậy hả? Anh kia kìa,
Anh coi đó, anh hai nhõng nhẽo luôn rồi kìa. Sao nó ngồi ngoài đó vậy? Nó mới thức dậy đó. Ba về rồi kìa con. Giận ba hả? Ba đi làm mà, có gì đâu mà giận. Ba đi làm không giận có đi chơi đúng không? Giờ cười sao lên, cười tươi lên. Cười giờ tươi sao lên. Dẫn con ra biển ngắm, ngắm biển với ba nha. Nha, cười lên con. Nha, ra biển nha. Ba ẩm ra biển chơi nha. Đi chơi nha. Đi. Rồi, đi cả nhà mình đi chơi nha. Thôi đi chơi không có được khóc. Khóc đi chơi nha. Ba mẹ không có thương đâu. Con phải ngoan. Thôi đi. Không có giận ba nữa mà. Hả? Đi. Năm người mình đi. Ở nhà nó quậy không? Quậy. Con trai của ba. Nè, công nhận chú Bình khỏe ghê. Dạ. Khỏe tới ba thằng con trai lận. Dạ, cảm ơn chị. Giờ em khỏe không? Khỏe, không dạ. có gì hết á. Dạ, để em gửi tiền cho chị nha. Thôi, thôi tôi không có lấy tiền. Nhưng mà lần sau mà đẻ con trai nữa là tôi lấy tiền đó nha. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, tới gì à. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Ừ. Con trai của ba, vô thăm mẹ nha. Ê, em nè, chị Tám nói vợ chồng mình khỏe ghê á, đẻ liên tù tì ba thằng con trai luôn. Chị Tám nói lần sau mà còn đẻ đứa con trai nữa là chị Tám lấy tiền á. Con trai ơi, con trai ơi, anh coi nè, thằng Đăng nhà mình á, đằng sau tai nó có một nút ruồi son to ơi là to luôn. Chị Tám nói á, sau này lớn lên á, chắc chắn thằng Đăng nó sẽ có sự nghiệp lớn. Chị thì tốt chứ sao, sau này nó sẽ thoát cảnh cơ cực nghèo hèn của ba mẹ. Anh ơi, vô ăn cơm đi anh. Em lo cho mấy đứa nhỏ đi. Anh ở ngoài này anh giữ con Tâm. Anh cứ cưng nó quá đi nha. Mai mốt nó hư là em không có chịu đâu nha. Đến đi con. Ở ngoài xa kìa có con Tàu nữa, thấy không? Đây, anh hai. Dũng nè. Dạ. Thằng Đăng nè. Ăn đi con. Kìa, mẹ kìa, mẹ kìa, mẹ kìa. Mẹ đang ăn cơm đó thấy không? Hả? Mẹ kìa, mẹ kìa. Nè, mẹ đút con ăn. Mày ăn trộm hả mày? Cái lãnh lương mày. Dạ, chủ đồng chủ. Rồi. Rồi bây giờ bà con nghe tên kêu lãnh lương nha. Lợi 40. Dạ cảm ơn anh. Rồi. Lợi xong phải không? Dạ xong. Bảo 20. Rồi, bảo sao có 20 nè, cầm đi. Rồi người tiếp theo. Ông Lợi. Dạ lên. Cái gì đó? Nè, nè, nè. 20. Nè. Ông trả lãnh lương rồi á, sao ông không chịu gửi tiền lời cho? Gửi cái đầu mày á, vô dài cắt cổ, mày đừng có mơ. Hả? 20. Cái gì kỳ vậy? Bữa trước á anh mượn tiền tôi á thì anh rồi. Nói ngọt. Mà bữa nay á anh ăn nói sẵn giọng vậy. Giờ sao chục. Anh có trả không anh nói đi. Không trả. Không trả. Không. Ê. Nè, không trả. Thôi, đừng đánh nữa mà. Nè. Mày không mày không thôi đặng. Đừng đánh nữa mà. Nè, đánh lộn kìa. Nó thiếu nợ tao, tao đòi tiền nó. Không phải chuyện của mày, mày đi chỗ khác. Sao mày biết không phải chuyện của tao? Tụi mày làm đổ đồ á, có dừng đồ lên không? Mày có bắt, bắt nó đòi đi. Nó chơi dài cắt tao nhìn cái điệu bộ này là thiếu nợ chắc luôn. Mày có ngon mày xử nó đi. Tao hỏi lần cuối, bây giờ tụi mày có dừng đồ lên không? Không á. Ông á. Gì vậy? Ê, ê, mày tính kêu gì đâu hả? Chưa xong mà mày đâu vậy? Nè, trời quýnh luôn rồi. Trả tiền đi. Trời đất ơi. Tụi chơi ghê vậy. Anh thấy chưa, bản tính côn đồ nó nổi lên rồi. Anh mà lan quạng nó lụi anh luôn. Anh mà trả lương bèo cho nó hả, anh còn giận đó. Trời ơi, thằng biết sao đó. Tôi nhận thằng này vô làm nữa cũng tại anh đó. Anh khen nó quá trời mà.
Cậu Bình ơi. Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, Bình, Bình. Dạ. Đây, 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 đây. Ông chủ. Đây, đây là lương của cậu. Cảm ơn ông chủ. Ủa chú, dư 40. Cậu cứ giữ lấy. Rồi ngày mai á, cậu khỏi phải tới đây làm nữa. Chú nói vậy là sao chú? Không có sao trăng gì hết á. Tại vì ở chỗ này hiện giờ dư người. Chừng nào có hàng mới á, thì tôi gọi cho cậu. Hồi nãy chú nói là ở đây thiếu người, cần người mà chú. Hồi nãy là hồi nãy, còn bây giờ tôi nói không có hàng là không có hàng. Sao cậu cứ lải nhải hoài? Tôi mệt cậu quá. Ê, đi. Anh ơi, nhà nó bên đây nè. Đó, thấy chưa? Mẹ nói là ba tụi con sắp về mà. Giờ con nói trọng rồi đại ca. Nè, mấy người là ai vậy? Mấy người muốn gì? Mấy người là ai hả? Muốn gì hả? Muốn gì hả? Hỏi chồng bà đó. Nè, không ra. Hồng Vốn, mau ra cản tiền bao của tụi con. Mẹ, hai đứa chạy ra cản tiền bao của tụi con. Nhanh lên. Đại ca, có tí nít không ở trong đại ca. Thua hết luôn đi. Rồi tại con nít bây giờ có giá lắm. Con nhóc đang chạy kìa đại ca. Chạy đó, nó chạy đi. Nó đi báo, chạy nó đi. Giang bẫy xong xuôi rồi, tao quất chạy nó luôn. Chạy nó đi. Dạ. Còn hai đứa con nít thì sao đại ca? Bắt hết đi. Dạ. Không được. Mày mà đụng cái con của tao, tao sẽ giết chết mày. Mày làm cái gì? Cái mày của mày chưa xong, mày còn mày làm nói với tao hả? Tao nói cho mày biết, cái mày của mày tao cũng kéo bay. Đừng nói chi là tụi to, hiểu không? Mày muốn chết, mày chạy cho mày đi. Tại sao nó phá bí kênh của tao? Tại sao? Tại sao hả? Mày, cho mày chết đi. Chết đi, chết đi. Bye. Bye ba. Ba đâu rồi? Bye. Mày chết. Con. Mày chết. Mẹ. Con mày chết. Mẹ. Hai mẹ con mày đứng dậy đi. Lẹ lên. Mẹ. Đi. Nhìn lên. Ba. Ủa? Ba. Ba. Đi đâu ra đây vậy? Nhà mình có chuyện rồi ba. Có chuyện gì? Mẹ với mấy em bị người ta bắt cóc rồi. Hả? Đi. Dạ. Đi lên. Lại lên ba. Đi lên con. Tao lúc 11 giờ đêm nay. Nè, con qua nhà hàng xóm chờ bà nghe không? Không, con muốn đi chung với bà. Tụi nó bắt luôn em Tâm, em Đăng, em Dũng với mẹ luôn rồi. Nghe lời bà dặn nè, bà đi cứu mẹ con với các em. Nhưng con mà con theo bà không bỏ về được con đâu. Nghe lời bà đi. Bà. Xong rồi, tao sẽ cho vợ con mày xuống chơi với mày luôn. Mày hiểu chưa? Tao sống chết với mày. Dừng lại. Mày mà nhúc nhích nữa, tao cắt cổ đó. Con. Đây, để tao biểu. Nè,
Mày ngon lắm hả mày? Đóng lên, giải quyết nó luôn đi, làm nhanh gọn. Ba, 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 ba tỉnh lại đi ba. Ba ơi, ba ơi, con của ba con. Ba ơi, ba, ba ơi. Nghe lời ba, nghe lời ba nhận. Phụ mẹ, lo cho mẹ em. Anh ơi, anh ơi, cứu lên. Mọi người sắp tới rồi. Anh ơi cố lên. Không kịp nữa. Nghe anh. Anh ơi, anh xin lỗi mình. Anh không lo cho mình và mấy đứa con nữa. Nhớ nghe anh. Thay anh chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Ba đừng bỏ con. Biểu tụi nó yêu thương nhau. Ba đừng bỏ con. Anh ơi cố lên đi mà. Nhất định là phải làm được thôi. Không được theo con được. Cô tôi mình. Ba đã mất rồi, tụi nó cũng không tha cho mẹ con mình. Bây giờ mình không thể ở đây được nữa. Mình phải đi thôi các con à. Dạ. Thằng Dũng ôm hình ba đi con.
tự nhiên anh lại tới đây? Tại vì mẹ mất tích lâu quá mà quên đóng điện cho dì hai. Tao phải đi tìm mày để nhắc cho mày nhớ. Tại mấy hôm nay em bị bệnh nên không có đi làm. Em hôm nào em đi làm lại em sẽ gửi trả tiền cho chị hai. Bệnh chứ chuyện đi làm đâu có liên quan gì với nhau, đúng không? Dạ đúng không? Đúng không vậy? Anh nhìn nè, mặt em bầm dập vậy sao mà em đi làm được? Mặt mày bầm như vậy mà còn đi ăn được với trai mà mày làm điếm mà. Mày cần mẹ gì cái mặt? Nè, có gì từ từ nói, không cần phải lớn tiếng vậy đâu. Mày hả? Bọn tao nói sai hả? Nó làm điếm thì tao nói nó làm điếm. Bộ mày quên giới thiệu bạn trai mày là điếm mà. Để tao giới thiệu với mày nghe, nó là một con điếm chuyên nghiệp. Anh Đạo nè, mình ra ngoài nói chuyện đi anh. Không có chuyện gì nói hết. Tao nói cho mày biết, mày sợ bị xấu hổ hả? Vậy thì hôm nay tao sẽ nói cho tất cả mọi người được biết, không những mày là một con điếm mà là một con điếm phạm ngũ nữa kìa. Mày có nhớ ngày mày mới vô làm nghề không hả? Vừa phải tao nghe, mày nhớ đây đi. Cái lúc mày mới bước vô nghề, mày đã năn nỉ cầu xin tao như thế nào như một con chó. Nhưng bây giờ thì sao? Mày đã ăn nên làm ra, còn mày đặt chơi trò phản bội tao nữa hả? Đồ khốn nạn. Chuyện của tao nhanh, còn nói nữa được trách tao à? Anh Bình à, đây là chuyện của tôi, anh đừng có xen vô. Hôm nay mày có thằng bạn trai mới cũng ngon đó, hâm dọa tao à? Hay là mày là bảo kê mới của nó? Mày có biết tao là ai không hả? Tao không cần biết. Đại ca, đại ca. Con điếm, bữa nay mày dám kêu người đánh tao hả? Mày vừa ăn con điếm, con điếm hả mày? Đại ca, thằng chó, mày nhớ mặt tao đó. Điếm mày, mày nhớ mày, mày nhớ mày đó. Nhớ mày, anh Bình. Trời, anh Bình ơi, tôi đã nói với anh rồi mà, đây là chuyện riêng của tôi, anh đụng vô tụi nó làm cái gì? Anh biết tụi nó là ai không? Tôi không quan tâm, tụi nó mất dạng vậy cô chịu được hả? Tôi đang lo cho anh đó. Anh có biết chị Hai Gà không? Anh Đạo á là em trai của chị Hai Gà. Bây giờ anh đánh ảnh như vậy á, chắc chắn là chị sẽ trả thù anh rồi. Đánh nó thì cũng lỡ đánh rồi, còn nói gì nữa. Hồi nãy thấy nó đối xử con vậy, tôi chịu không có được. Mày đâu? Mày đâu? Lại đi. Anh đủ rồi. Như đó đủ rồi. Chứ sao sống đi trời. Bà nghe, đứng đây làm gì? Bí nhu hết cho người ta làm ăn. Mày đưa làm nha. Dạ. Trời, ngày nào không thấy tiền hết trơn. Thằng quỷ khốn nạn. Hạnh phải không? Là mày hả Hạnh? Đúng là mày rồi Cúc à. Trời ơi, trời ơi, gặp mày ở đây tao mừng quá. Ủa, anh Bình đâu? Anh mất rồi. Anh mất lâu chưa? Anh mới mất. Rồi vậy rồi mày đi lên đây một mình hay là đi với ai? Tao không đi một mình, tao đi với bốn đứa con. Trời, từ sáng tới giờ mấy mẹ con tao đi kiếm nhà trọ mà không có được. Tụi nhỏ mệt quá, tao phải mướn đỡ cái nhà nghỉ cho tụi nó nghỉ tạm đêm nay, sáng mai rồi tính tiếp. Tao định kiếm chỗ nào để ở tạm, có cho ở xong rồi mới tìm việc làm. Bây giờ mày đang khó khăn như vậy, hay là mày tìm gặp là chị Hai Gà đi. Mày nhìn tao đi, bây giờ tao tàn tạ như vậy nè, làm sao mà làm nghề được nữa. Với lại á, tao đã hứa với anh Bình,
tao sẽ nuôi dạy con tao đàng hoàng. Tao phải làm tấm gương cho tụi nó. Tao không có làm nghề cũ được đâu. Không ấy thôi, bây giờ mẹ con mày qua nhà tao ở tạm đi. Từ khi mày đi, tao cũng ở đó có một mình hả? Ha? Đâu có được. Tao bây giờ đâu phải chỉ có một mình. Tao có con, mà tới 4 đứa nhỏ lận. Tao chỉ tiếc là tao không có nhiều tiền để giúp đỡ mày hơn. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tao biết có một số nhà trọ gần đây nè, giá cũng rẻ thôi. Để ngày mai tao dắt mày đi ha. Vậy thì tốt quá. Nè. Dạ. Ăn hùng thằng Dũng ăn cơm. Dạ. Dạ. Ở đây nóng quá, không có mát mẻ như nhà cũ của mình. Nhưng mà cũng may có chỗ ở, nếu không á là bây giờ mình phải ngủ ngoài đường rồi. Tao với anh Bình đã tính với nhau rồi. Tao có một miếng đất ở dưới quê. Cúc nè, tao định là hai đứa tao sẽ trở về đó sinh sống. Trời, mày nói thiệt hả? Nếu như mà được như vậy thì tốt quá rồi. Tao mừng cho mày lắm. Nè, còn anh Bình thì sao? Anh có đồng ý rửa tay gắt kiếm không? Tốt rồi, hai người phải sống thật là hạnh phúc nghe chưa. Hứa với tao đi, hai người phải sống thật là hạnh phúc nha. Hai đứa soạn cặp vở chưa? Dạ rồi. Sáng mai á, Hùng đưa Dũng tới trường học. Rồi học xong á, hai anh em về chung. Ở Sài Gòn này á, còn lạ lẫm lắm mà nguy hiểm, coi chừng bị bắt cóc. Cho nên hai đứa không có được nghe lời người lạ mà đi lại lung tung, nghe chưa? Dạ. Mẹ yên tâm đi, con học xong á, con sẽ đợi em cùng về chung. Ừ, hai đứa phải cố gắng lo học hành. Sáng mai á, mẹ sẽ gửi hai em tới nhà cô Lan. Xong rồi á, về mẹ mới đi làm. Tối á, mẹ đi làm về, mẹ rước hai em luôn, rồi mẹ mới về. Cho nên á, thằng Hùng phải lo cho Dũng, nghe chưa? Dạ. Mà mẹ nè. Ừ? Ừ, hay là con nghe học, cô phụ mẹ đi bán. Chứ một mình mẹ đi bán cực khổ lắm. Không có được. Mẹ có cực khổ cỡ nào á, cũng phải lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng. Lo học đi, không có cần nghĩ tới chuyện khác. Dạ. Dạ. Nhưng mà tụi con á, chỉ học có một buổi à. Còn một buổi á, tụi con đi bán giấy số. Ừ, con cũng đi chung luôn. Thôi, hai đứa cứ ăn cơm đi, để từ từ mẹ tính. Cô ơi, bán cho con một bịch bánh. Con mua gì đó con? Ờ, của con đây. Con ăn gì mua ủng hộ cô đi mấy con. Bánh tráng hả? Dạ con, cảm ơn. Ăn gì không tụi con ơi? Con ăn gì không con? Trời, chết rồi. Chị, giám phòng kìa, chạy đi chị, nhanh lên. Chị Hạnh gom đồ lẹ đi, để nó hốt nữa là khổ. Giám phòng lợi kìa, lẹ lên, chạy đi. Thank you.
chị ở đây chị có thấy cái bao ni lông? Phải cái này không chị? Dạ của tôi đó chị. Cảm ơn chị nha. Không có gì, mai mốt quá chị phải cẩn thận đó nghe. Cũng may là chị gặp tôi lượm được số tiền này tôi đưa lại cho chị. Người khác lượm là họ lấy luôn rồi. Bình thường tôi cũng cẩn thận lắm, mà hồi nãy chắc tại tôi bị. Mà mai quá gặp chị là người tốt. Tôi cảm ơn chị nhiều không lắm nha. Không có sao đâu chị. Buôn dạ. bán cực khổ mà. Mất tiền á là chị dạ. lộn vốn đó. Chị ơi, hả? Chị đón con hả? Ở đây mấy đứa nhỏ 11 giờ mới ra lận. Sao chị đón sớm quá vậy? Tôi không có đón con. Anh hai, mẹ về chưa anh hai? Một chút xíu nữa mẹ về. Ê, không được, con dao nhọn lắm, không được. Ê. Nè, nhìn nè, nhìn anh nè, anh nè. Ê. Không có được, con dao này bén lắm. Dũng. Dạ. Vô coi nè, cơm xôi chưa, rồi kêu anh. Dạ. Dạ cho anh hai. Nhìn nè. Nè cầm nè. Thấy là đợi mẹ về rồi thú tội với mẹ. Nín đi, nín đi. Nín đi em. Thôi mẹ, nín đi em. Nín đi. Nín đi. Nín đi em. Nín đi. Mẹ, nín đi. Nín đi. Nín đi nè. Trời ơi. Rồi, anh hai. Thằng mẹ nó chảy máu quá trời nè anh hai. Anh hai. Giờ phải làm sao đây anh hai? Anh không biết phải làm sao đó. Trời ơi, anh nhìn cách mau đi. Anh ơi anh. Mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ. Em đang bị chảy máu quá trời luôn. Mẹ. Ẵm em vô nhà. Dạ. Trời đất ơi. Thằng Dũng đâu? Giữ em lại coi con. Lấy bông băng lên chủ thờ cho mẹ. Dạ. Giữ em đi con. Cẩn thận đó. Nín đi mẹ. Thôi nín đi, nín đi. Em nín đi. Nín đi. Nè nè nè. Nếu mẹ về không kịp á, rồi hai đứa con để cho em chảy máu vậy đó hả? Đây là bài học kinh nghiệm nha chưa. Giữ em á, mà em nó còn nhỏ, mà nó rất là hiếu động. Canh em á, là không có được lơ là. Thằng Hùng là anh lớn nè, có đi đâu làm cái gì á, thì phải dặn thằng Dũng coi chừng em. Dạ, con biết rồi. Thôi,
Cố gắng đi. Để vài hôm nữa mẹ kiếm được chỗ nhà giữ trẻ, rồi mẹ sẽ gửi hai em đi học luôn. Bây giờ tay con Tâm bị phỏng rồi, tội nghiệp. Em của con là con gái, sau này mặc áo tay ngắn là thấy thẹo liền hà. Rồi hai đứa bữa nay học hành sao? Dạ cũng được mẹ. Dạ con viết được 2 bài điểm 10 đó mẹ. Giỏi. Tụi con chỉ cần lo học thiệt tốt. Dạ. Mẹ đi làm có cực khổ cỡ nào cũng được, chỉ cần hai đứa con học giỏi, không có phụ lòng mẹ là được rồi. Dạ tụi con biết rồi. À, mẹ nè, con vé số á thì tụi con chia nhau bán sạch rồi. Mẹ mẹ nhớ lãnh giùm tụi con nha. Bán vé số là phụ thôi, học hành là chính. Bán nhiều quá thời gian đâu mà về nhà ôn bài. Dạ. Ê, hai đứa nằm vậy lạnh sao? Không lẽ vết thương bị nhiễm trùng? Mẹ đưa em đi bệnh viện. Hai đứa con ở nhà nghe chưa? Dạ. Yeah.